Xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Arab, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Arab từ dự án Chainfire ạ. Để tham gia vào sự kiện Arab này mọi người có thể lên mình để phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi sau đó mọi người click vào Join Arab bên mình ạ. Để tiến hành tham gia sự kiện ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành copy link ạ. Rồi tham gia sự kiện Arab này mọi người sẽ nhận được 100 token TFI ạ. Và mỗi người sẽ nhận thêm 10 token TFI dành cho mỗi rep mọi người mở được để tham gia sự kiện ạ. Rồi sau đó mọi người bấm start cho mình ạ. Rồi tiếp theo mọi người tiến hành giải mã captcha ạ. Rồi sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 ạ. Về dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 1 tháng January, ngày 1 tháng 1 ạ, năm 2022 ạ. Rồi mọi người tiến hành lên nhiệm vụ ạ, cho người drop vào channel ạ. Về hiện tại dự án này chỉ mới ra mắt ạ, nên hiện tại mình làm airdrop thì mình chỉ làm thôi ạ, không quan trọng ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi mình tiến hành follow ạ. Tiếp theo mọi người like ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành viết tweet là mọi người gắn thẻ BNB của mình ạ. Rồi mọi người tiến hành copy hợp tác rồi. Rồi sau đó mọi người submit Magento ạ. Done ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi profile link Twitter của mình ạ. Mọi người vào trang cá nhân trên Twitter của mình ạ. Rồi sau đó mọi người sao chép địa chỉ liên kết ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain cho mình ạ. Mọi người có thể dùng ví Chain Wallet ạ, hoặc MetaMask ạ. Rồi sau đó mọi người bấm balance ạ, referral ạ. Rồi mọi người kiểm tra lại thông tin cho mình ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng tôi sự kiện Arab này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân cùng mình tham gia cùng ạ. Mỗi một rep mọi người mà được tham gia sự kiện Arab này mọi người sẽ nhận thêm 10 token ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.